Dạ em An Nguyễn, xin chào anh chị em khách hàng. Em mới vừa về một cái lô kính massage mắt của anh chị. Thì cái loại này nó hàng từ Nhật về của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trong cái ngành máy massage rồi tất cả thể dục thẩm mỹ được tất cả các thứ về liên quan về sức khỏe anh chị. Thì cái thương hiệu Doctor E ha. Thì cái máy này là nó như cái mắt kính vậy đó và nó chuyên dùng để massage cái mắt. Đó thì ở trên đây nó có một cái túi khí ha, nó bơm lên để nó massage với cái phần vùng mắt và xung quanh đây ha và luôn cả cái màng tai đây xíu nữa. Đó thì tiếp theo ha, thì cái con này ví đầu tiên ví dụ em mở nguồn lên cho mấy anh chị xem ha. Thì đó thì nó sẽ bơm túi khí lên nè, nó thì nó massage vừa mắt vừa màng tai rồi nó có da làm ấm nữa ha, nó làm ấm ha để cho cái vùng mắt của mình nó sẽ tương một xíu mồ hôi nha. Nó rất là hay ở cái chỗ đó, nó làm tương nhẹ cái mồ hôi ra để cho cái cơ thể mình nó bài tiết. Rồi, ok, tiếp theo nữa ha, thì ở trên đây nó có chế độ rung ha, vừa rung để massage và nó có Bluetooth luôn nha. Nó có Bluetooth để kết nối với lại điện thoại, mấy anh chị mình có thể mở nhạc giống như nhạc thiền hay là nhạc thư giãn cái gì đó ha. Nó kết nối được Bluetooth luôn nha. Ở đây nó có kết nối Bluetooth. Còn nếu bình thường nếu mà không nối kết nối Bluetooth thì mấy anh chị mình tắt Bluetooth đi. Thì mấy anh chị mình sẽ nghe tiếng chim hót ha. Ví dụ để gần vô. Đó thì cái tiếng chim hót nó cũng khá là nhỏ thôi mấy anh chị, nó đủ để mình nghe ha. Chim hót nè, như trong rừng luôn mấy anh chị ha, suối chảy rồi tiếng, nói chung là tiếng mình rất là thư giãn mấy anh chị. Đó thì ha, nó cái tiếng thư chim hót như thế. Rồi ok, và nó xài là pin sạc ha, pin sạc cổng Type-C, nó cổng Type-C ở đây, nó như thế này ha, thì mấy anh chị mình cắm sạc đầy, đó, sau đó là nó sẽ chạy được cũng khá là lâu nha mấy anh chị ha. Thì nó có hai màu, màu đen và màu trắng ha, thì cái nào cái này cũng hàng người ta xài lướt rồi, nó giống như hàng trưng bày mấy anh chị ha, và nó có chày chày nha, chứ không phải là cái nào mà nó cũng mới mới nguyên 100% ha, cái này nó về nó không có hợp, thành ra nó có chày chày, đó, có những cái thì nó giống như hàng sample mấy anh chị ha, hàng trưng bày á. Đó, mấy cái này cũng vậy ha, tất cả đều là nó có chạy xíu thôi, nhưng mà cơ bản là tất cả còn đẹp nguyên ha, không có bị sờn, không có vải mà hàng tôi sẽ sử dụng quá nhiều. Đó thì một cái như thế này em đang bán với giá là 1,2 triệu ha, và bao ship luôn cho mấy anh chị ha. Đó, đây là rất là xịn nha mấy anh chị, nó không phải như những cái kính massage bình thường mấy trăm ngàn đâu ha, rất là đã. Em cũng lúc trước em nhặt được có một cái thôi. Đó thì em cũng xài nó cũng lâu rồi ha, nó rất là thư giãn. Và khi mà mấy anh chị mình hơi mệt mệt mà đeo cái này vào một hồi mấy anh chị ngủ quên luôn á, em đảm bảo mấy anh chị ngủ quên luôn ha, rất là thư giãn, relax lắm. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng ha, thì anh em nào lấy thì nhắn tin cho em tên, địa chỉ, ghi ship cho anh cái kính massage mắt 1,2 triệu bao ship ha. Đó, thì nó có hai màu, màu đen và màu trắng. Màu trắng nó được có 3 cái thôi, còn đa số là còn lại là cái màu đen nha mấy anh chị ha. Và em đã đang test ngon lành hết rồi. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.